Ngày 20 tháng 9, đoàn kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tỉnh An Giang do Thượng tá Bùi Sĩ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự phường xã và các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Đoàn kiểm tra thực tế các nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện văn bản cấp trên của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Châu Đốc về việc quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các văn bản giáo dục quốc phòng an ninh, kết quả triển khai công tác giáo dục quốc phòng an ninh của đơn vị trong năm 2023 và 2024, hồ sơ giáo án chương trình thời gian giảng dạy, phân phối chương trình học tập, nhận thức của cán bộ đảng viên đã qua các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, các đối tượng theo phân cấp, cơ sở vật chất, mô hình học cụ và đồ dùng huấn luyện cho môn học giáo dục của nhà trường. Sổ sách đăng ký, quản lý, vũ khí, trang bị phục vụ môn học giáo dục quốc phòng an ninh, nội dung dạy học lồng ghép môn học giáo dục quốc phòng an ninh cấp trung học cơ sở. Qua kiểm tra đoàn đánh giá cao công tác giáo dục quốc phòng an ninh của các đơn vị trong thời gian qua, nhất là việc triển khai quán triệt tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về giáo dục quốc phòng an ninh, công tác giảng dạy phân phối thời gian đảm bảo đúng nội dung chương trình quy định. Đồng thời đoàn cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và xác định những nội dung trọng tâm cần thực hiện để nâng cao chất lượng triển khai thực hiện giáo dục quốc phòng an ninh trong thời gian tới góp phần nâng cao nhận thức về kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình mới